gọi là quả chanh của mình. Mấy dấu nghề là chiến lâm thần mạnh nhất đi ở rễ tầm 34. Trà sữa 100 triệu điểm. Liền phun bộ nằm trong phòng mô tả nhé. Đồ uống của anh đây. Cảm ơn. Nhìn cứ như là xít đây nhỉ. Hoan nghênh quý khách. Thiên ý đã gọi à. Thiên ý an tâm làm chưa? Vừa mới tăng làm. Anh đã ở ngay tiệm trà sữa dưới lầu nè. Em xuống đây đi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi tự về là được rồi. Vậy sao được chứ? Bà xã của anh vất vả cả ngày phải lái xe. Anh không yên tâm. Vậy thì tùy anh. À xin chào. Hai ly trà sữa trân châu, một ly trà vị dưa hấu và một ly vị xoài. À vâng. Tổng cộng 50 tệ. Hay. Ủa sao lại là cô? Chắc là duyên phận đấy. Hả? Không có duyên. Anh gọi xe rời khỏi mà chúng ta vẫn có thể gặp lại. Đây chắc chắn là duyên phận rồi. Mặc kệ cô. À thưa anh, trà sữa của anh đã xong rồi. Ôi bạn gái của anh rất đẹp. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Vậy cô nàng phải dịch lại nhà. Tôi đoán ly trà sữa này là của cô gái này nhỉ. Ôi miệng cô thật là ngọt thật đấy. Chúc hai người sớm thành đôi. Cảm ơn cô. Con đã. Ôi trà sữa này ngon thật. Tôi một ly trà sữa vị xoài. Tôi một ly. Ly trà sữa lúc nãy là mua cho vợ tôi. À xin lỗi anh, tôi sẽ làm lại một ly khác cho anh ngay. À không sao. Ly trà sữa này coi như là tôi mời cô. Sau này đừng có bán thì tôi nữa đấy. Xì, nhỏ muộn. Nhưng mà anh thực sự có vợ rồi sao? Có vợ rồi, tôi đã kết hôn được 3 năm. Đúng là kết hôn sớm như vậy làm gì. Vậy tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao? À không. Được thôi. Nhưng mà tôi vẫn còn một thỉnh cầu cuối cùng. Tôi với mình không còn cơ hội nữa. Nhưng để tôi ôm anh một lát đi. Vợ anh chắc chắn là cô gái may mắn nhất trên đời. Xin chào quý khách. Ý Tô Trạch. Hay lắm Tô Trạch, cậu thế mà lại giống giấu thì nghị tìm Tiểu Tam. À mày hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là bạn của con thôi. Cậu lừa kẻ ngốc à. Bạn với nhậu lại mà còn ôm ấp sao? Cô thực sự là hiểu lầm rồi. Thì tôi rất thích Tô Trạch, nhưng người anh ấy yêu chỉ có vợ anh ấy thôi. Cái tôi có bị xấu hổ như cô còn ở đây giáo biến. Dẫu dấu người đã có vợ rồi cô phải bị nhốt vào rõ eo. Cô về trước đi. À tôi xin lỗi. Cô đừng chạy. Cái chuyện gì vậy? Mẹ vợ bắt Tiêu Tàm không thể tin được. Cậu muốn làm gì? Đỡ đây cái sự vô cớ nữa. Đơn tưởng cậu đỡ con tiền nhân đó đi thì sẽ không sao. Lúc nãy tôi đã lén quay lại video rồi. Lần này tôi nhất định sẽ bắt cậu và Thiên Nghi ly hôn. Con đã nói rồi, đấy là hiểu lầm. Mày đừng có thử thách giới hạn của cậu nữa. Giới hạn? Tên phế vật như cậu thì có giới hạn gì chưa? Lập tức ly hôn với Thiên Nghi, đi tìm Tiểu Tam đó đi. Nhiều chuyện nè. Ây da, cái con rỡ nào đánh mẹ dâu không chứ. Cậu lại dám đánh tôi. Ôi phản rồi. Tôi vốn không muốn đánh con gái, nhưng bà lại nói phế vật hết lần này tới lần khác. Còn làm càng làm bậy cái chuyện vô cớ. Bà tay này là để cho bà nhớ. Về sau cái nhà này tôi nói là tính. Ôi phản rồi. Tôi thấy cậu đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Bây giờ tôi sẽ báo Tiền Y ly hôn với cậu. Chuyện đó mà không tự quyết định được. Nghĩ ngợi đi. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Tan làm ra ngồi uống ly trà sữa. Tiền Y mày sao mày lại tới đây nè, con xếp mặt con mẹ nè, cái tình vệ và Tố Trạch đó lại dám đánh mày á. Tố Trạch sao lại đánh mẹ chứ? Con không phải vì mẹ bắt gặp hẹn hò riêng với Tiểu Tam sao? Mẹ nhìn thấy cái này liền muốn nói cho con biết, kết quả nó không chỉ ngăn cản mẹ, con tát cho mẹ một cái. Sao lại như vậy được? Hồi đừng có như thế nữa, còn mau ly hôn với tên phế vật đó đi. Chủ nhiệm Vân, vừa có một bệnh nhân bỗng không khỏe đã đưa vào phòng cấp cứu rồi, cô mau qua đó xem thử. Tôi đi qua xem sao? Vâng. Nghi đời đã, con phải đi xem tình hình của bệnh nhân. Nói sao đi ạ? Con bên này ạ. Tô Trạch thực sự ngồi tình sầu hơn nữa, anh ta con dám đến mẹ. Biểu hiện lúc trước anh ta rõ ràng rất được, không lẽ đều là diễn kịch sao? Tôi đã nói hết với Thiên Nghi rồi, thì nhất định sẽ ly hôn với cậu thôi. Tập 35 lên phân bộ nào như phòng mô tả nhé. Quên cái tác lúc nãy rồi sao? Đây là rành bệnh viện đó. Đáng lẽ cậu con dám đánh tôi? Đánh ba lấy hy vọng mà có được một bài học. Đừng có cậy thế mình ở bờ trên, mà là thích làm càng làm bậy, thích làm gì thì làm nấy với tôi. Dẫu sao thì cậu cũng phải ly hôn với Thiên Nghi, tôi chẳng thèm so đo với cậu. Như thế này chắc sẽ không nguôi đâu nhỉ. Tiếng sâu trong phẫu thuật rất thuận lợi, bệnh nhân chắc không sao nữa rồi. Thật sự cảm ơn, đây là điều chúng tôi nên làm. Tiểu Lệ, đưa bệnh nhân về phòng đi. Vâng. Thiên Nghi, con ra rồi. Ôi đau đầu quá. Bây giờ bọn ta sẽ đưa con đi ly hôn. Mỗi như vậy rồi muốn ly hôn thì cục dân chính cũng đâu mở cửa. Hơn nữa chuyện này là như thế nào bây giờ con vẫn chưa làm rõ. Chuyện này chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tôi đặt hẹn riêng với Tiểu Tam, bị mẹ bắt gặp con tát mẹ một cái. Đau đầu quá. Em không sao chứ? Tôi ra là không sao, chỉ là làm việc hơi mệt một chút mà thôi. Sắc mặt lại khó xem như vậy, con nói không sao. Sau này đừng miên cưỡng bản thân như vậy nữa. Dù gì thì phẫu thuật cũng đâu phải là chuyện của một mình em. Con đã nói chuyện này rốt cuộc đã có chuyện gì? Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Tôi tận mắt nhìn cậu ôm ấp Tiểu Tam đó, hơn nữa cậu còn đánh tôi. Sao anh lại đánh mẹ? Bởi vì bà ấy không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Rõ ràng biết em là người đã có chồng, là anh đây còn đưa em đi xem mắt. Tất cả những gì bà ấy làm đều không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Cậu... Tốt ra là dù có thế nào thì anh cũng không nên đánh mẹ tôi. Các em muốn chẳng phải là một người đàn ông ưu tú sao? Vậy thì sao? Nếu một người bị mẹ vợ không ngừng sỉ nhục, ngay cả việc đáp trả cũng không dám. Người đàn ông như vậy em thích sao? Cái này... Mọi đừng có nghe nó ráo biện, thẳng thừng ly hôn với nó là được rồi. Mẹ đừng có làm ồn nữa. Cho dù có ly hôn cũng phải đợi ngày mai. Mẹ về trước đi, để con nói chuyện riêng với Tố Trạch một chút. Được thôi. Nhớ ngày mai nhất định phải ly hôn đó. Con biết rồi. Tôi nói này, có thể đợi chúng ta ly hôn rồi anh hãy đi tìm Tiểu Tam không? Anh đã nói rồi, đây đều là hiểu lầm. Mẹ tôi đã nói rồi, quay cả đoạn video lại rồi, anh còn muốn chối cãi. Cho dù anh thật sự có tìm Tiểu Tam cũng không thể nghĩ trước tìm tra sửa cửa bệnh viện bộ em được nhỉ? Bác sĩ mù cứu ông cụ già tôi với. Ông ấy bị làm sao gì? Bố tôi vô tình bị ngã, hơn nữa còn nóng rất là nhiều máu. Người này hình như là Vương Đại Hải nhỉ? Đúng vậy, nghe nói giá trị của người ít nhất cũng phải hơn 2 tỷ đấy. Cô nhất định phải cứu ông cụ nhà tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bình nhiên bỗng nhiên xuất huyết não hùng mờ, có triệu chứng nôn ra máu. có thể kèm theo triệu chứng khác, lập tức đưa tới phòng phẫu thuật cấp cứu. Hiểu rồi. Viện trưởng tới rồi. Tình hình của bệnh nhân tôi cơ bản cũng đã hiểu rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho ông cụ. Thật sự cảm ơn ông. Chủ nhiệm hôm nay đã làm 5 cuộc phẫu thuật rồi. Lần này giao cho tôi 19 đi. Vâng. Màu chuẩn bị phẫu thuật. Vâng. Đây đã. Bệnh nhân không thể cấp cứu. Thì nhóc, cậu nói cái gì mà cậu muốn hại chết bố tôi sao? Tôi đang cứu bố của anh đấy. Bệnh nhân bỗng nhiên xuất hiện não hồn mê. Bây giờ phẫu thuật sẽ khiến cho lực nén trong cơ thể giảm thấp. Như thế thật sự là quá nguy hiểm. Bác sĩ thật sự như vậy sao? Cậu Vương, cậu đừng gắng nghe cậu ta nuôi bậy. Chúng tôi tin rằng sẽ làm tới phẫu thuật. Anh đã nói bậy cái gì vậy? Có chuyện gì chúng ta về nhà hàng núi, đừng có cản trở tôi làm việc. Tôi tưởng là ai, thì ra là chồng của chủ nhiệm Vân à. Chắc là vậy, không biết gì là dám phát ngôn bừa bãi. Anh về đi, đừng có ảnh hưởng tới tôi làm việc. Được thôi. Cái này cho em. Chắc là vẫn còn nóng. Cảm ơn. Anh nói ngồi đợi em. Cậu đứng lại cho tôi. Nói ra lời như vậy còn muốn đi. Cậu tưởng Vương Đại Hải tôi là người dễ đồng vào sao? Vậy cậu muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Cậu phải ở đây đợi xem. Cậu ông nhà tôi mà không sao thì thôi. Nếu như mà xảy ra chuyện, cậu cũng đừng hòng sống. Chủ nhiệm Vân, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Vâng. Chủ nhiệm Vân, phẫu thuật lần này tầm 19, cậu cứ ở bên xem là được rồi. Được. Ông ấy xuất huyết ở trong đầu, còn phải mổ sọ để phẫu thuật. Đồng thời theo dõi báo cáo xét nghiệm, xem ông ấy có gồm hoàng nghĩ nổi bệnh lý không, đường tiêu hóa bệnh biến và huyết quản bệnh biến. Vâng. 37. Danh sách phân bộ nằm trong phòng mô tả nhé. Báo cáo xét nghiệm đã tới rồi. Ông ấy nôn ra máu không phải là do xuất huyết não. Hả? Chắc chắn là xuất huyết não về gì? Lát nữa mổ sọ phẫu thuật làm luôn. Ông ấy tuổi đã cao, làm như vậy có phải quá nguy hiểm không? Phẫu thuật này là do tôi đã làm rất nhiều lần rồi, chắc chắn không sao. Vâng. Lâu mồ hôi. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ à, tình hình bố tôi sao rồi? Cậu yên tâm. Phẫu thuật rất là thuận lợi. Thật sự cảm ơn ông. Nên làm thôi. Chủ nhiệm Vân, phẫu thuật cuộc này tôi làm được chưa? Chủ nhiệm Vân, tôi biết cô biết không nghe lời của cô mà đã làm phẫu thuật dạ dày khiến cô không vui. Nhưng tôi sự đã chứng minh cách làm một mẻ này của tôi đã giải quyết bên tình cô ấy. Tóm lại chú ý kiểm tra đi, đưa tới phòng y cụ trước đi. Cậu ông kiểm tra triệu chứng bình thường, tình hình ổn định, không cần phải được đưa vào y cụ. Nhưng bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, tuổi đã cao, hơn nữa tôi nghi ngờ ông ấy nôn ra máu không phải là dạ dày. Chủ nhiệm Vân, đừng có tưởng trên thế giới này chỉ có mình cô là biết làm phẫu thuật. Cô mới tới tìm thằng chồng vô dụng của cô đi. Ông nói chuyện sẽ tôn trọng một chút. Tôi nói sai sao? Cả Dung Thành ai mà không biết chồng của cô là một tên phế vật chứ. Được rồi, hai người cũng đừng tranh cãi nữa. Bệnh nhân không sao mới là chuyện quan trọng nhất. Màu đưa bệnh nhân vào phòng bệnh đi. Vâng. Tốt trật à, chúng ta về thôi. Được. Ông ấy rồi. Bệnh nhân lại nôn ra máu rồi. Màu gọi bác sĩ. Vâng. Chuyện này là sao đây? Tôi cũng không rõ, vừa rồi vào phòng bệnh thì đã hò ra máu rồi. Ủa tôi bị làm sao vậy? Ông giải thích rõ ràng cho tôi. Ông ấy vừa nãy vẫn còn thuốc mà. Sếp Vương à, bớt giận đi. Bây giờ cứu cụ mới là chuyện quan trọng nhất. Sao lại? Nếu của tôi xảy ra chuyện gì, bệnh viện các người cũng đừng mong mở cửa nữa. Vâng. Vương Thành Cung. Mẫu tới kho mẫu lấy ít một mẫu tới đi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. À vâng, chứ không phải cậu đã chữa cối cho ông cụ rồi sao? Tại sao mấy lại thành ra thế này? Tôi cũng không rõ ràng tôi đã khấu lại dạ dày của ông ấy rồi mà. Vài tiếng sau, cuối cùng cũng cấp cứu được rồi. Viện trưởng Lý, bệnh viện các người thật khiến cho tôi rất là thất vọng. Sếp tổng, cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho cụ ông. Cái chuyện gì vậy? Tiền y cô tới rồi à? Bệnh nhân vừa nôn ra máu, may mà chúng tôi đã cấp cứu kịp thời. Tôi thấy tình hình của bệnh nhân rất là phức tạp. Ấy là không xuất huyết dạ dày đơn giản như vậy đâu. Đây là xuất huyết bụng và xuất huyết não. Phẫu thuật cũng rất thành công, chỉ là bệnh nhân tuổi đã quá cao, huyệt quản ngơi mỏng mà thôi. Vậy giờ phải làm sao? Trong vườn không còn lo, sau khi chúng tôi kịp thời cấp cứu thì bệnh nhân chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Sao có thể? Chuyện này sao có thể? Ông còn nói bố tôi không sao? Nếu như bố tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chôn ông theo. Chuyện này đều tại chủ nhiệm vườn. Là cô ta bảo tôi làm. Trước khi làm phẫu thuật, tôi đã nói ông cụ tuổi quá cao làm phẫu thuật dạ dày sẽ rất nguy hiểm, nhưng chủ nhiệm vẫn bảo tôi làm. Thì đó là lần mà cô đã hại bố tôi à? Tôi lấy mạng của cô. Tô Trịch, người con gái của tôi, cậu cũng dám đến. Muốn chết sao? Đức tướng, cậu có thể bảo vệ được cô ta. Tôi muốn lừa bỏ ai thì ông ai có thể ngăn cản được? Ra tay. Tô Trịch cẩn thận. Chiến thần bất bại sở hữu gì nàng? Màu thám chủ của chúng tôi, ra đi, nếu không tôi sẽ không cách sáo đâu. Người y hiếp tôi trên thế giới này hoặc là quỳ xuống xin lỗi. Hoặc là đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Tôi sai rồi, cậu giết cậu buộc tay. Cậu có súng lại cho tôi. Người đàn mày khuyên người phải có lòng khoan dung. Tôi khuyên cậu đừng có nên quá đáng. Đừng vậy đó, mọi người với họ vì quý mà. Nếu cậu vẫn chụp mùa ngộ, vậy thì đừng trách tôi bảo bọn họ giết người diệt khẩu. Giết tôi, bố cậu cùng chết chắc. Cậu có ý gì? Nhiệt tiên hiện tại của bố cậu là 50. Tôi đoán ông ấy có thể kiên trì tối đa là 5 phút. Nhưng tôi có thể cứu ông ấy. Cái gì? Sao vừa cậu đừng có nghe cậu ta nói vậy. Một người vô dụng như cậu ta sao có thể cứu được bố cậu? Cút cho tôi. Cậu nói có thật không? Đương nhiên. Vậy được, bây giờ cậu cứu bố tôi đi. Nhưng nếu như cậu lừa tôi, tại lúc đó tôi không những lấy mạng của cậu mà người nhà của cậu cũng phải chung cùng. Tốt rồi à? Tin anh đi. Giờ hết những máy móc này đi. Cái gì? Tôi đã nói cậu là một kẻ vô dụng rồi mà. Cậu có muốn ông cụ chết ngay lập tức ư? Sơ Phượng, cậu có đồng ý tin tôi không? Dỡ bỏ. Đều nghe theo giúp Sếp Vương dỡ. Teramen là có gì năng? Châm kim thất truyền. Đeo trong ấy một màn nào CD. Như vậy không sao nữa rồi à? Không sao rồi. Sao có thể như trò đùa trẻ con vậy được chứ? Đây là mạng người đấy. Tập 38. Giờ vừa tới vô dụng này rõ ràng đã trêu đùa cậu đấy. Wow, nhịp tim đã tăng lên rồi. 50, 55, 60, 65. Wow, nhịp tim hồi phục bình thường rồi. Chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Còn không thế nào, chuyện này phản khoa học. Ân Nhân, cô đúng là bàn tay vàng. Dễ như bỡ trở bàn tay mà thôi. Hơn nữa tôi không cứu ông nhà cậu, chẳng phải cậu chỉ giết chết chúng tôi sao? Vì tôi đã chết đâu tại tôi không tốt, tôi rất là ân nhân. Đứng dậy đi. À, cảm ơn cậu tù. Anh làm như thế nào vậy? À không có gì. Tiếng tỳ còn mấy coi khối u nhỉ? À, năm trước từng có nhưng đã cắt bỏ rồi. Tái phát rồi. Nguyên nhân nôn ra máu chính là khối u. Khối u tái phát hơn nữa không cẩn thận để bị ngã gây ra số khí não. Cho nên phẫu thuật lần thứ hai mới gây ra kết quả như vậy. Chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cắt bỏ khối u là được rồi. Ôi thật sự là cảm ơn ân nhân. Ồ bác sĩ Vương có phải không? Phẫu thuật giả vậy là Thiền Y bảo ông làm. Đúng. Ông đang nội dối. Ôi đang hay lấy hết. Coi ở đâu bây giờ?